Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Sĩ Kẹo. Và ngày hôm nay, Gardena Free Fire sẽ có một event khá là thú vị. Sẽ là loot đồ chuẩn nhận ngay iPhone X. Các bạn hãy sưu tập đủ các đồ bằng cách quay vòng quay may mắn tại sukiet.ff.gardena.vn. Và thời gian sự kiện sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 2018. Đầu tiên thì các bạn hãy đăng nhập bằng Facebook để có thêm 2 lượt quay mỗi ngày và hãy chia sẻ sự kiện ở chế độ công khai trên Facebook để có thêm lượt quay. Và mỗi lượt quay chia sẻ này sẽ được cộng cách nhau 8 tiếng. Khi sưu tập đủ các vật phẩm thì bạn sẽ có cơ hội đổi được các phần quà hấp dẫn. Đó, anh em thấy không? Có rất là nhiều quà luôn. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu tham gia luôn nào. Nhấp vào link trang sự kiện này. Được rồi, hãy nhấn vào đăng nhập Facebook này. Và đây, như vậy là mình đã đăng nhập thành công trang sự kiện. Và cái thể lệ này thì giống trên page lúc nãy thì mình đã đọc rồi. Và ở đây thì các vật phẩm có giá trị của chúng ta sẽ là mũ 1, mũ 2, mũ 3, giáp 1, giáp 2, giáp 3 và ba lô 1, ba lô 2. Olivia này, Kelly, Nikita, AVKM, Groza và K98. Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay luôn nào. Xem là có trúng được gì không đây. Một cái chảo này. Mình sẽ tiếp tục quay thêm lần nữa nào. Lần này thì sẽ được. Lại là một cái chảo à? Lần này sẽ là quay được vật phẩm gì đây? Vâng, và mình đã nhận được một cái giáp level 1. Hết lượt quay rồi. Thì chúng ta hãy chia sẻ để có thêm được một lượt quay nữa nhé. Và cách 8 tiếng thì các bạn chia sẻ một lần thì sẽ được cộng thêm một lượt quay. Rồi, quay luôn nào. Lần này sẽ ra vật phẩm gì đây? Ồ, lại là chảo à? Đây thì ở phần đổi quà, mình chỉ thấy mỗi cái giáp 1 thôi. Có vẻ như là chúng ta quay được chảo ấy, nó sẽ không có giá trị để quy đổi ra các phần quà khác trên trang sự kiện. Mình sẽ kéo lên trên để đọc lại cái nội dung chương trình nó sẽ như thế nào. À đây, đúng rồi. Khi anh em quay vào các ô, ống ngắm, nòng, băng đạn, dao và chảo thì sẽ không có giá trị để quy đổi sang các vật phẩm khác nhá. Rồi, ok, và mình sẽ kết thúc clip này tại đây. Nếu như mọi người thấy video của mình hay và hữu ích thì đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Tạm biệt mọi người. Bye bye.